xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình High Spring. Lời đầu tiên, Trần Phước Bảo Hà xin được gửi lời chúc tới toàn thể quý vị và các bạn có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Thần Tiên Xuân đã chính thức ghé thăm năm nhâm dần với tiếng chim líu lo vang ca gọi đời, với chùa non xanh biếc đang nhíu mình đón nắng vàng tươi, với muôn hoa đang rộn ràng quay sắc thắm. Hòa chung với niềm vui của đất trời, hôm nay em chỉ bước hân hoan tổ chức bữa tiệc thời trang High Spring chào xuân nhâm dần với các mẫu thiết kế ấn tượng độc đáo, tràn ngập sắc màu đến từ thương hiệu thời trang và các nhà thiết kế tài năng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bộ sưu tập áo dài Tết đến từ thương hiệu thời trang Hachio dưới phần trình diễn của mẫu nhí tài năng Boro.